Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 bản T-Mobile chuẩn các bác nhé, không phải là bản Spin chạy ROM T-Mobile đâu. Số 510 và độ mới tầm khoảng 99%. Con này thì L3, áp suất ok, giá bán là 4.0 nha bác nhé. Thì em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình nó luôn đây. Thì trước tiên là cái mặt lưng thì con này nó, các bác khi nhìn này nó sẽ hơi hơi bóng bóng bẩn bẩn, thì thực ra là nó chỉ là cái vết dấu vân tay của em thôi, chứ bác phải lau nó cũng sạch à, nó không có xước gì đáng kể đâu, có chắc chắn sẽ có rước răm nhưng mà nó không đáng kể đấy. Và đây là cái kính cam, thì đây các bác thấy kính cam này còn rất là mới, khá là đẹp luôn, gần như là chưa có vết xước, có một vết xước chỗ kia nhưng mà nó cũng bé lắm. Đó, ở cái cam này, cái này không phải cam nhé, cái này là cảm biến thôi. Đó. Ok, nói chung là kính cam như này là quá ngon rồi. Đây là cái mặt trước này. Thì mặt trước con này còn phải nói là rất là đẹp luôn ấy. Em phải nói là nó rất là đẹp. Đương nhiên nó cũng có vết xước răng nhưng mà ở chỗ góc góc này này. Đây lại là đấy, chỗ góc góc này tí nhưng mà nói chung là nó cũng còn rất là đẹp. Đấy, các bác thấy không? Đó, nó có vẻ vết xước răng bé bé tí tí ở đây đấy. Nhưng mà nói chung tổng quan lại thì con này rất đẹp nhá, màn hình nó rất đẹp rồi. Ok, màn hình như thế là quá quá tuyệt vời rồi. Còn đây là cái khung viền. Thì đây các bác thấy đây, cạnh dưới đây, cạnh dưới con này còn rất là đẹp luôn. Gần như là không có vết xước, chỗ này có vết xước bé bé nhưng mà nhìn thẳng chả nhìn thấy gì luôn. Đấy. Đấy, nhìn nhìn vậy không nhìn. Đấy, đấy, đấy. Rồi, chỗ này có góc này có một vết phẩy phẩy. Rất là bé đây, chỗ này. Đó. Rồi cạnh trái đây, cạnh trái thì ngon, không có vết gần như là không có vết xước nào. Đó. Rồi cạnh trên cũng thế, rất đẹp, như không có vết xước nào cả. Đó. Đây chỗ này thì có vết chấm, một chấm bé ở đây. Chỗ này này, bé quá các bác khó nhìn ra. Đó. Rồi còn cạnh phải đây, cạnh phải thì có xước các bác nhé. Đây cạnh phải đây. Em thấy có một chấm bé bé ở chỗ này này, cũng rất là khó nhìn đấy, chỗ này này, đấy. Một phiếu phẩy phẩy chỗ này nữa này, à không phải, đúng rồi, phẩy chỗ này và một dấu chấm ở chỗ này nữa. Nói chung là bé lắm, nói chung là con này bảo là soi kỹ thì mới thấy chứ còn như này là cũng là rất là mới rồi. Ok các bác, ngoại hình như con này thì nó vẫn xứng đáng được 99% các bác nhé. Đó. Rồi em sẽ test chức năng cho bác xem. Thì trước tiên là camera này. Đây, rất là nét luôn các bác nhìn thấy không? Rất là nét luôn. Cam trước này. Đó. Ok. Thì con này làm L3 đây các bác. Thì dành cho bác nào mà còn chưa biết L1, L2, L3 ấy, thì các bác dừng video một chút xem cái này là được. Đó, cái này thì nó rất là dễ hiểu thôi. Đó, ok các bác nhé. Rồi. Tiếp tục nào. Xem con này dấu vân tay bình thường các bác nhé, xem này chạy Android mấy này. Thì con này chạy Android 11 rồi và T-Mobile thì hoàn toàn các bác có thể lên được Android 13 các bác nhé, các bác về cập nhật nó lên nào. Ok đây em sẽ cắm cái tai nghe này. Đó, tai nghe nhận hai file DC bình thường các bác nhé. Rồi sẽ cắm thêm cái máy tính nữa các bạn. Còn cái cổng sạc thì em sẽ test sau nhé. Đây. Máy tính nhận bình thường nhé. Con này rất là chân rất là khít nha các bác nhé. À, chân sạc nó còn mới ấy mà. Đó, rất là khít luôn. Đó. Rồi. Wi-Fi đây. Wi-Fi mình nhận bình thường các bác nhé. Tắt Wi-Fi này này. Nghe gọi cho bác xem. Tiệm cận bình thường này. Ok các bác. Đấy, chuyện 4G bình thường các bác nhé. Đó. Ok, em sẽ vào bên trong em test sâu hơn. Ồ nhầm. Ấn nhầm các bạn. Thấy bác nhầm thì các bác ấn nút nguồn là được à. Đấy. Tiệm cận ánh sáng bình thường này. Các phím bấm này. Các phím bấm bình thường hết này. Chuông này, rung này,
Không rất mạnh nha các bác. Con quay hồi chuyển này. Ok. Các mic này. Mic dưới ok này. Mic trên này. Ok này. Mic bên hông này. Ok này. Mic ở sau lưng này. Ok này các bác. Rồi, cảm ứng này. Thì test như này thực ra là em test hết rồi, nhưng mà vẫn cứ phải test lại cho các bác yên tâm. Nhiều bác xem clip em kiểu như là em chỉ test ngoại hình không ấy, thì các bác lại bảo là sao không test chức năng nữa đi, sợ nó hỏng ấy. Đấy, cho nên các bác cứ phải test thôi, mất công thì làm cho nó hết luôn, cho các bác mua máy yên tâm. Ok, cảm ứng bình thường nhá. Còn đây là áp suất đây, đây các bác nhìn thấy này, đang là 999.4 đấy, đến 10.2, có con này khoảng tầm 0.6 thì như thế là ok các bác nhé. Nhảy cứ tầm khoảng trên 0.5 là ok. Ok. Rồi, bây giờ em sẽ về em test cái phần đây, trước tiên là bitinfo này, IMPL1 nha, không thể giả IMEI được. Battery cái này thì lên Android 11 trở lên nó sẽ không test được. Đây, còn đây là cái màn hình. Thì màn hình của V60 nếu như bác nào mà chưa quen ấy, thì đương nhiên nó sẽ, các bác sẽ nhìn thấy nó sẽ hơi ngả vàng một chút nhé. Cái này là chuyện hết mức bình thường của con V60 nhé. Cho nhiều bác mới dùng đến V60 mà các bác không không biết ấy, thì nó là bình thường các bác nhé. Nhiều các bạn bảo là như thế là ám vàng thì không phải đâu, nó hơi vàng vàng một chút đấy. Rồi ok, con này thì màn hình chơi hề lưu ảnh gì rất là đẹp. Ok các bác, đó. Và đây là cái test cái cổng C này. Thì em cũng có nói rất nhiều lần rồi là các bác, nhiều nhiều bác cũng có thể là chưa biết cách test cái chân sạc ấy, thì các bác dùng cái dây mà từ đầu A ra đầu C ấy, mà nó là cái loại lởm lởm chút được để test đây. Như cái dây em này là loại khá lởm các bác nhé, không không ngon mấy, thì nó nhận sạc nhanh là ok. Đây các bác, nhận sạc nhanh bình thường này, sạc nhanh bình thường nhé, đảo chiều này. Đấy, và nó chỉ nhận đến CC2 thôi, nó không hỗ trợ PD. Đấy, và em sẽ thử cho các bác cái chân sạc mà 25W có hỗ trợ PD. Đây, đây nha các bác. Đó, này rất chặt các bạn, đấy, các bạn thấy không? Hỗ trợ PD nó lên PD 04 luôn. Rất là các bác mà muốn nó sạc nhanh hơn thì các bác nên dùng cái cổng hai đầu đều là C ấy, hai đầu cái dây mà hai đầu đều là C thì nó hỗ trợ PD ấy, thì nó sẽ nhanh hơn. Đảo chiều này. Còn về số mới hỗ trợ 25W thôi các bác nhé. Và còn cái sạc không dây ấy thì là nó hỗ trợ đến 15W. Thì các bác nếu mà cái chắc ăn muốn không sợ nó hỏng lỗ chân sạc ấy, thì các mua cái cổng cái sạc không dây về dùng là an toàn nhất. Nhưng mà đôi điều là nó sẽ hơi chậm chút thôi các bạn, nó phải hơi nóng nữa. Đấy, thì con này các bác yên tâm nhé, chân sạc hoàn toàn là mới, không bao bác phải hề phải lo lắng cái chân sạc. Và các bác biết rồi đấy, bệnh con V60 thì các bác biết rồi, về dùng nhẹ nhàng thì nó vẫn dùng muôn đời à. Em thấy là các bác không nên quá lo lắng về việc cái con V60 nó lọc chân sạc. Đó. Đó, và tháo nó cái khay sim cho các bác xem có sao không. Đây, sim bình thường các bác nhé. Rồi, ok. Thì con này về chức năng thì không phải nói rồi, hoàn hảo. Có mỗi cái khung viền nó chấm chấm ở chỗ nào đấy, nói chung là ở đằng trước nhỉ. Nói chung là nó bé thôi, nó rất là bé luôn ấy các bác. Em chẳng qua là em soi kỹ cho các bác thôi, chứ còn thực ra không cần soi như thế cũng được. Đấy, rồi ok, chào các bác nhé.